của con người, Ngài quyết định phải tạo dựng nên một người giống như nó để giúp nó. Cho nên Đức Chúa Trời khiến cho Adam ngủ mê, Ngài lấy cái xương sườn của Adam đó lắp thịt vào tạo nên Adam, tạo nên Eva. Và chúng ta phải biết là cái ca đây là một cái ca phẫu thuật đó nha, làm cho nó không phải khiến đâu, khiến tức là Ngài dùng quyền phép, nhưng mà Ngài làm tức là nó có một cái nội công, có một cái sức lực thì Ngài làm cho Adam ngủ mê. Theo tôi đây là một cái ca phẫu thuật, phải nói là ngoạn mục tài tình đầu tiên ở trong cái lịch sử nhân loại này. Và từ cái thân thể của người đàn ông đó, Ngài lấy lên cái xương sườn và lá thịt và tạo nên một người nữ dẫn đến cho Adam. Từ xa xa anh chàng này mới nhìn thấy cái người này, sao mà nó diễn biến xinh đẹp, nó đẹp đẽ đến thế. Thế cho nên anh mau chóng chạy đi, và không còn kiểm soát được cái tâm lý của mình nữa. Ông la lớn này nè, người này là xương của tôi và thịt của tôi, người này phải là người nữ. Và như vậy ông không chờ ý kiến của Đức Chúa Trời, đúng không? Ông mau miệng lắm, ông không còn kiểm soát được cái tâm lý của mình nữa. Người này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Kinh Thánh nói là hai người trở nên người thịt, hai người trở nên người thịt, vì Adam sống với nhau. Như thế thì chính nhờ Eva hiện diện trên đất này đem lại cho Adam có một cái niềm vui, có một cái hạnh phúc, có cái ý nghĩa của cuộc đời. Hôm nay ở tại đây cũng vậy, quý vị phu nhân là những cái ngôi sao sáng láng, là những cái tác phẩm đẹp đẽ tuyệt vời của Đức Chúa Trời Ngài dựng nên để đem lại cái ý nghĩa cho cuộc đời của các đấng bậc phu quân. Cho nên các đấng bậc phu quân cần phải yêu vợ như chính thân mình. Sáng nay Thanh Bình, Chúa đã tác hợp với Minh Thì, đây nghĩa phu thê đó nha. Chúa dạy cho con phải yêu Minh Thì như chính thân mình. Ở ngoài cái phòng của không gian vô quy đó, chúng ta thấy là hãy bước đi trong sự yêu thương. Đó là mệnh lệnh, đó là mệnh lệnh, chứ không phải là vui á thì yêu là thương, mà buồn á là không còn yêu thương nữa, không được. Đó là mạng lệnh bất di bất dịch, liên tục và liên tục. Ông bà mình chưa có dạy trong thời ca Việt Nam có câu vậy, thương cha thương mẹ, có khi thương em lúc đứng lúc đi lúc ngồi, thương như thế. Thương là lúc em đứng, lúc em đi, lúc em ngồi, lúc nào cũng thương. Rồi cũng có một cái câu thơ ca nữa, nó là mẹ cha bốn mớ nâng niu, tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng. Có phải hôn nhân của hai em nó đến từ cái động cơ tình yêu tự nguyện, có phải không? Không ai bắt ép, phải không? Tự nguyện gặp gỡ nhau, hai người hợp ý hợp tình, tìm hiểu yêu nhau, nó phát xuất từ cái động cơ tình yêu. Và trong cái quá trình hôn nhân của hai cháu phải nuôi nấng cái tình yêu này, nó sống mãi trong cái hôn nhân của hai cháu, sống mãi trong cuộc đời của hai em. Anh em xin Chúa giúp đỡ cho tôi cũng như quý vị, đặc biệt là cho cái đầu yêu người trẻ trong buổi sáng này, để hôn nhân của mình là món quà cao quý thiêng liêng Đức Chúa Trời ban tặng cho. Cho nên vợ là phải kính trọng và chồng thì phải yêu vợ như chính thân mình. Xin Chúa Ngài ban ơn, Ngài chúc phước giúp sức cho hai em để giữ trọn cái lời hứa trong cái mái ấm hôn nhân của mình, hầu cho cái bông trái của hạnh phúc đó nó mỗi ngày nó đơm hoa, nó kết trái, nó tỏa ra cái mùi thơm ngọt ngào của hạnh phúc, giống như sáng nay bà đại diện hội nhà ta nói thì cái quả trái cây nó phải tỏa ra cái hương thơm ngọt ngào của hôn nhân hạnh phúc, như thế mới có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trước khi chúng ta nghỉ ngơi và tiếp tục cho những cái tiết mục khác,
thì thay cho hậu thánh ở quê nhà cũng như gia đình tôi, xin có lời chúc cho đôi yêu thương trăm năm, chúc cho hai họ, hai gia đình sẽ trở thành một cái đồ lĩ vững chắc, thành trì mạnh mẽ để giúp đỡ cho hai em trong cái lúc sắp đấu của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cho hai cháu đây. Rồi bây giờ xin mời hai cháu đứng đây. Xin mời hai cháu chúng ta hãy cùng đứng đây. Thưa hội thánh và thưa hai họ, như chúng ta đã biết là hôn nhân của Thanh Bình và Minh Thùy là được Chúa tác hợp và có sự vun đắp của hai gia đình và hai họ, cho nên đây là một cái sự kiện lớn lao, vĩ đại và ý nghĩa cho cuộc đời của hai em. Cho nên Chúa cũng ban truyền lời dạy của Chúa trong vấn đề hôn nhân. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ hiệp lại ở đây, chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước cho cái đôi yêu thương trẻ này để trong hôn nhân của họ được trọn vẹn và cuộc sống của họ cũng no đầy, không chỉ về phần tâm linh nhưng mà luôn cả về đời sống cụ thể nữa. Đồng thời tôi cũng sẽ cầu nguyện cho hai họ mọi sự đều an khang, thịnh vượng, thành đạt, đặc biệt là có uy quyền, có sự khôn ngoan càng thêm hơn để giúp đỡ cho em trong những cái lúc mà sóng gió của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Hai con cứ đứng ha, mời ba mẹ nuôi đi ha. Ba mẹ nuôi sẽ đặt tay lên cho con của mình nha. Không đẻ nhưng mà nuôi cũng quan trọng lắm đâu, chứ mà ông bà đặt tay lên đây cho đứa con trai của mình nha. Bà tư tiến đặt tay lên con gái của mình. Không biết bà mẹ bà mẹ đẻ đâu, bà ra đây với tôi, bà là đóng một vai trò rất là quan trọng, đúng không? Bà sinh ra rồi bà cũng lo vun đắp, còn tôi là chủ lễ cho nên nha. Bà và tôi cứ đứng ở giữa đây ha. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện nha. Xin phép hai họ chúng ta hiện chung để cầu nguyện. Chúng con vui mừng khen cảm ơn Chúa vì có Ngài đã tạo dựng nên chúng con, đặt để chúng con sống động ở trên đất này. Không chỉ thế thôi, nhưng mà Ngài tác hợp cho chúng con có hôn nhân để chúng con sống những ngày ở trên đất này tràn đầy phước hạnh vui tươi trong cuộc đời của mình. Cho nên cảm ơn Chúa sáng nay với sự tác hợp lạ lùng của Ngài, Ngài đã đem Thanh Bình và Minh Thùy trở nên nghĩa phu thê với nhau, đứng trước thánh nhan của Chúa cũng như hội chứng kiến của hội thánh Chúa, đồng thời hai họ và hai gia đình. Con xin cầu nguyện, xin Chúa Ngài ban phước cho em để chọn cuộc đời của hai em trong quá trình hôn nhân hạnh phúc. Hai em luôn luôn biết giữ lời hứa nguyện của mình đối với nhau, đồng thời cũng biết giữ gìn lời dạy dỗ của Chúa qua cái bí quyết bảo vệ hôn nhân hạnh phúc của mình, để hầu cho hôn nhân hạnh phúc của hai em luôn luôn tràn đầy những cái phước hạnh, tỏa ra những cái mùi thơm cây ngon và trái ngọt, để làm vinh hiển danh Chúa và làm vinh danh cho cha, cho mẹ và cho họ hàng, cho hai gia đình nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng ban phước cho các em trong cuộc sống còn lại, trong cuộc sống đời thường này cũng đầy đủ sung túc mà thần, cũng như trong đời sống thuộc linh vậy. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong tương lai chắc chắn là Chúa cũng cho các em có con, có cháu, dòng dõi hậu tự của mình. Con cầu xin Chúa Ngài ban phước cho hai em biết dạy dỗ dẫn dắt con cái của mình đi trong đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng con còn có mặt ở đây, chúng con đặt tay lên cho hai em, con cầu xin Ngài chúc phúc lành phổ phần cho hai em. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và trong ngày mai còn lễ hôn phối tại Sài Gòn nữa, con cầu xin Chúa Ngài ban phước lao lực cho chúng con trong mọi sự, đặc biệt Ngài dẫn dắt chúng con hãy phải đi trong sự bình an của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Sáng nay con dâng đời sống và đặc biệt là đôi yêu thương trẻ này trong tay của Đức Chúa Trời, xin Ngài chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ, gìn giữ lấy em tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.